Dạ hello anh chị, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay Trường Anh lại về tiếp tục con Crown nè. Crown anh chắc anh chị đã nghe danh tiếng lẫy lừng của em nói một thời rồi, đúng không anh chị? Toyota Crown, đây là dòng xe của Mỹ anh chị nha. Đó, xe này xưa các sếp đi đấy. Bây giờ các sếp chán rồi, các sếp bán về cho Trường Anh nha. Trường Anh thu mua phong dáng đồng sơn của con Crown nè. Bận cho em nói một cái áo màu xanh, nhìn rất là gấu, rất là cọp luôn. Đây là cần anten tự động nhá, mở khi anh chị tắt mở anten nó sẽ tự chạy tự mở anh chị nhá. Đây là phong dáng của con Crown nè, Toyota anh chị ạ. Đây là cũng là một cái hàng thương hiệu đó, nổi tiếng một thời luôn, dòng xe nhập Mỹ đó. Vỏ nè, vỏ sau này mòn rồi, vỏ sau này còn được có 30%, có sao nó vậy, mâm đúc nè. Mâm này chủ nhà lên, không phải mâm rin của con Crown anh chị nha. Đó, con Crown là cái mâm rin nó đẹp lắm. Mà đời này thì chạy thôi, máy móc nổ thì êm ái lắm chị ạ. Biểu tượng của Toyota, đây là cụm đèn nè, cụm đèn vuông nè, nguyên bản theo xe nha, không dấu hiệu đồ chế. Ở trên có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, chắc xe này cũng một nhà đạo Phật người ta chạy anh chị ạ. Đây là dòng chữ Crown nè, nhập nè, đó anh chị coi nè. Đó, thương hiệu của Mỹ anh chị nha. Toàn bộ cốp sau đã ốp toàn diện, là inox hết toàn diện rồi anh chị ạ. Đó đây là chỗ này qua thời gian 5 tháng nó có bị nứt bị chóc đi xíu, người ta dán keo lại nha. Đó, phong dáng của em xe nó đây, dòng xe tập chạy tập lái hơi rẻ thôi, mấy chục triệu đã sở hữu được con Crown rồi. Anh chị nhìn để ý giùm cho Trường Anh nha, anh chị coi rất là nhiều xe bên em đăng rồi, nhưng mà anh chị thấy cái người ta dán cái kính phim cách nhiệt không, bóng loáng, nhìn cứ như là robot vậy, nhìn rất là ngộ trên chiếc xe này luôn. Vỏ trước còn được mới nè, đó vỏ trước còn được 80% anh chị nha. Vậy là mâm nằm đút chủ nhà lên mâm nè, lên mâm của xe gì đây mà gắn thêm cái mạc của Toyota vô. Là mâm thường thôi. Đây nè, gầm bệ ở phía trong rồi anh chị. Con Crown nhá. Ba vỏ còn đường mới, một vỏ mòn. Là cụm đèn nguyên bản đầu xe là biểu tượng đây nè. Anh chị ơi, cái vương niệm không? Đây là biểu tượng cái vương niệm nè. Đó, đây nè. Đồng sơn rất là gọn. Con này đăng kiểm tháng 8 năm 2020 anh chị nha. Rồi, đó, phong dáng đó. Nhìn rất là hầm hố luôn. Xe này thì chẳng có serin đâu, sơn này rồi. Đây nè, tích hợp chủ nhà lên kính bấm cho em nó hết toàn bộ nè. Anh chị thấy không, lên kính bấm, lên lốp cửa nè. Gạt nguyên bản theo xe nè. Đây nè, tay nắm là nguyên rin theo xe anh chị nha. Không có một xíu đồ chế trên con xe luôn, mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. Đó, dòng xe tập chạy tập lái đó anh chị. Nách cửa nè, là nách cửa nè, qua thời gian nó có chóc cả lớp sơn rồi, nó bị xét đây một tí xíu nè anh chị thấy không. Trên đây tích hợp cái gương chỉnh điện trên con xe nữa, vô lăng nè anh chị, có vô lăng ba chấu, đèn còi rất là hay nè. Đây nè, rất hay luôn, quá hay luôn. Anh chị thấy không, vô lăng nhìn dễ thương lắm. Đây là sổ đăng kiểm nè, Toyota. Con này gốc Vũng Tàu anh chị nha, gốc 72 nè anh chị ạ. Đây nè, 72 nè, 1985 Nhật Bản nha, dòng xe của Mỹ. Con này máy 2 chấm anh chị nha, cà vẹt xe nè. Đó, cà vẹt xe đây, cà vẹt đời cổ nhìn nó khác nè anh chị thấy không, cà vẹt xe đời cổ nhìn nó khác đó. Đó là phong dáng con Crown. Hãy trải nghiệm. Ôi trời ơi, em không ngờ cái ghế nó sướng. Ô, một cái dòng xe cùi bắp mà vô ngồi cái ghế nó đẻ gì đâu, nó nhúng anh chị ạ, nó có hơi nữa nè. Ô tuyệt vời, đây nè anh chị nha. Đây nè anh chị coi nè. Ôi trời, nó nhúng nè anh chị. Cái này không phải bằng mút nha. Em không biết ở dưới người ta có đệm cái lò xo hay không nữa, mà nó nhúng êm lắm, nó nhúng ngồi như cái kiểu như là container vậy anh chị. Đây nè, nhúng nè. Ôi trời, tuyệt vời. Em thử bừng máy cho anh chị coi nhé, đồng hồ nè. Đó, đồng hồ rất là lạ anh chị thấy không, đồng hồ là đồng hồ vuông nè. Đó, báo bình, báo nhiệt, báo km,
Đây là phần giàn lạnh của nó nè, con số nè, con này có bốn số thôi nha anh chị nha. Đây nè, 1, 2, 3, 4 và đây là lui. Đó, đây là con số, cần số nguyên rin đó. Giàn lạnh ngày xưa cũng rất là modern đây nè. Cái này là nghe nghe cái băng cassette anh chị ạ. Đời cổ mà. Đây trang bị gì đây? Còi hú công an nữa nè. Đây là đồng hồ, hiển thị trên đồng hồ nè. À, hiển thị trên đồng hồ trên mặt này nha anh chị nha. Em để cho anh test cho chị xem nè. Ồ, đề nhẹ phát nổ rồi. Trợ lực có, rất là nhẹ. Trợ lực có anh chị nha. Trợ lực có luôn. Vô lăng ba chấu. Ở dòng xe đời cổ đến với tay người tiêu dùng. Anh chị thích chơi dòng đời cổ này, alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Từ phần tắp bi, tắp lô nè. Đó là phần tắp lô nguyên bản theo xe nha. Máy lạnh đây nè anh chị ạ. Dòng này để cho anh khám phá máy lạnh coi. Máy lạnh nè, máy lạnh người ta chéo ở đây rồi nè. Đó, máy lạnh mở phải có lạnh rồi anh chị ạ. Máy lạnh là mở là có lạnh nha, cút là lạnh nè. Đây nè, em mặt đây, xung mặt đây. Gió trong, gió ngoài đây. Rồi, có máy lạnh rồi anh chị ạ. Máy lạnh đã hoạt động rồi nha, có lạnh rồi, báo thắng tay nè, vẫn còn nguyên rin nè, hạ thắng tay mất nè. Đó, lên nè, vẫn còn thắng tay anh chị nhá. Tích hợp là coi trên xe này có những gì nha. Em cũng thấy lạ quá. Rồi cái gương chỉnh điện này là không chỉnh đường nè. Đó, xe chỉ có vậy thôi. Gương chỉnh điện là không chỉnh đường nha, gương chỉnh điện hư rồi. Đó, xe có xe báo vậy luôn, đó phần tắp lô. Đây tắp bi, hộc đựng đồ. Đây là hộc đựng đồ của xe Crown đây. Đó, nguyên một cụm đồng hồ. Xuống nè. Đèn còi, xi nhan đầy đủ hết. Bốn cánh chính điện nè, đó chị hơi bốn cánh chính điện không? Đây nè, đó bốn cánh nè, đó chính điện được hết chị nha, được cái cùi cùi bẩn bẩn chạy ghê lắm, chạy trâu lắm, đó bốn cánh là hoạt động rồi, đâu chủ nhà người ta đã đồ lên hết rồi, con này giờ anh chị mua về anh chị chạy thôi, đây nè, nó nứt cái kiến đó nè, bây giờ thấy kiến nó nứt không? Đây nè anh chị là cái kiến nè, đó nhìn dùng cho Trần Anh cái kính gương lái nó bị nứt nè. Đó, xe có sao thì em tải chuẩn nha. Đó, anh chị thấy có ai mà mua bán xe mà dám nói thật nói thẳng với em không? Kính nứt là nói kính nứt nha. Đây là anh chị thấy không? Kính nứt nè. Kính nứt là nói kính nứt, không có ngại nha. Bên đây cũng chỉnh điện nè. Đó, anh chị coi nè. Mượt chưa? Đây nè. Đó, chỉnh điện hết nha. Đó, kính nứt dòng xe tập chạy tập lái thôi. Giá thì rẻ thôi rồi. Mấy chục triệu. Mua về là chạy thôi, ghế êm lắm. Chẳng hiểu cái ghế người ta làm bằng cái chất liệu gì mà ngồi như cái lò xo. Tắp bi nè. Là bốn cánh chính điện nè. Đó, đang hoạt động hết chị nha. Đó, phần tắp bi của xe đó. Nội thất được cái sạch sẽ nè. Không có mục mọt. Phần phía sau nè, anh chị coi nè. Đó, nội thất sạch sẽ đó, chị thấy không? Không có một xíu mục mọt gì nha. Có dòng xe tập chạy tập lái đến ôi già, ngồi cái ghế này nó sướng, nó như là so có là so ở dưới đúng không? Đúng rồi. Ừ trời ơi, ngồi nó nhúng lên chứ à, em ngồi cái kiểu như là em giống cái kiểu như ngồi ghế hơi của cái dòng container người ta chạy á, nó có cái hơi học để đồ nè anh chị ạ. Đó, học để đồ của xe nè, còn nguyên bản hết nhá. Nói về đồ rin của con xe này còn rất là nhiều trên xe luôn, chị coi nè. Đó, từ phần tắp lô đổ về nè anh chị thấy không? Dòng xe tập chạy tập lái Crown. Em thì cái dòng này em cũng có biết qua nhưng mà em không có chơi mấy dòng này mấy nha. Ghế ngồi nè, ui trời nó nhúng, có lò xo anh chị ạ. Có lò xo luôn. Đó, tập chạy tập lái thôi anh chị. Đây là anh chị coi nè. Anh chị xem nhá. Nè lò xo nè, ồ nó nhúng nè anh chị ạ. Đó anh chị thấy không, nó nhúng nè. Em ấn cái tay xuống mà nó nhúng, em ngược lại luôn á. Cần anten nè. Anh chị tắt máy, cửa anten tự sụp xuống nha. Đó, dòng xe tập chạy tập lái thôi. Mua về là chạy. Máy móc đang hoạt động nè. Đây nè. Máy là bình xăng anh chị nha. Đó, anh chị thấy không? Máy đang hoạt động mà nổ rất êm. Nhìn nó cùi cùi rồi nổ êm lắm. Con này xài chế hoặc khí nha. Đây nè. Đây là bộ chế hợp khí nè. Đây có trợ lực lái nha. Đây là bình dầu trợ lực nè.
Mình vào cho lực lái anh chị ạ. Suki em ở trên trời, hôm nay em bị hạ xuống Trần Gian. Trần Gian em đi lang thang gặp phải Trần Anh là Trần Anh hút liền. Đó, giá này cũng mua, xe đẹp là mua anh chị nha. Xe này mua về chơi đồ cổ thôi. Chạy lăn quanh cũng vui ạ. Thắp cabo nè. Đây cũng hỗ trợ hai viên nhúng thủy lực anh chị nha. Mở lưới cốp sau. Đó, máy đang hoạt động, mở lưới cốp sau cháu ơi. Đó, máy đang hoạt động không? Con này không có chức năng mở cốp sau nha. Mở cốp sau là phải tắt chìa khóa để mở lên anh chị nha. Đó, đồng sơn thân vỏ của em nó nè. Hai viên nhúng thủy lực là không phải chống anh chị nha. Dòng này không phải chống, chỉ cần đóng nắp cabo thôi. Đấy, cũng đèn pro chưa. Đó là con Crown mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị á. Sinh năm 1985. Đó, máy 2 chấm, hàng nhập Nhật. Dòng xe này của Mỹ anh chị nha. Đó, chất đóng cửa rất là liền nè, anh chị coi phong dáng nè. Đó, đồng sơn của em nó nè. Nhìn rất liền lạc luôn. Cốp sau nè. Đó, chị em phần cốp sau không? Đó, phía sau cốp nè. Vỏ xe cua nè. Chất xe này thì nói chung là em cũng không biết kể gì nhiều hơn. Thì mua về là nó chỉ là tập chạy tập lái thôi. Giá thì rẻ cho anh chị thôi. Nó đến hai cái vỏ xe cua là chẳng hiểu ở đâu mà vỏ xe cua nhiều thế. Chủ nhà người ta giàu, người ta đầu tư nhiều vỏ xe cua. Chắc con này ăn xong cứ lụng bánh suốt ngày đây. Đinh tặc lộng hành đấy anh chị ạ. Có nhiều vỏ xe cua, vỏ đồi nè. Đó anh chị thấy không? Ở trên đây còn thêm một cái vỏ nữa nè. Đó, vỏ mâm sắt nè. Đó là nguyên, đó là hai con đó anh chị. Đó, hàng số 72M6047. Dòng xe này thì anh chị đừng có hỏi Trần Anh có rút hồ sơ hay không nha. Mua về tập chạy tập lái ok thôi, chứ không có rút hồ sơ gì được đâu. Giá thì nó cũng hợp lý, rẻ tiền đến với tay người tiêu dùng. Đó là dòng xe thương hiệu của Mỹ, dòng Crown. Con này nó có phiên bản mấy đời lần nha anh chị nha. Em có tham khảo qua dòng này thì biết con này là có, nó có nhiều phiên bản khác nhau nha. Nó không phải là một phiên bản đâu. Anh chị thấy cái gầm không? Là cái gầm nè. Rồi cái gầm nó chắc chắn không? Không có mục mọt gì nha anh chị nha. Đó là riêng cái phần gầm là dòng xe cua bắp. Tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng. Máy móc ok. Nhãn hiệu thương hiệu của Toyota thì phải nói thật sự với anh chị là nó cũng bền. Đời 85. Nói chung là nó cũng là xếp vào dòng đời đời cổ rồi anh chị ạ. Nhưng mà cho anh cảm nhận được cái chất xe đồng sơn thì em công nhận là nhìn con xe nó rất đẹp. Đồng sơn nha. Tức là nhìn vào con xe nó form dáng ra hình hài một con xe, chứ không phải nó thân gà đuôi vịt thôi nha anh chị nha. Đó là vậy, nhìn form dáng nó còn rất là đẹp luôn. Nội thất thì chắc chắn rồi, nó không bằng những cái con đời cao rồi. Đời cao thì nó nhiều chức năng hơn. Đây là Trần Anh đang nói về vấn đề và anh thì thích siêu tầm đồ cổ. Đây nè, inox này, trước là cản inox nè. Cản inox này là nguyên rin theo xe Crown nha. Không có dấu hiệu là đồ chế gì đâu nha anh chị nha. Đây là những cái đinh bấm nè anh chị coi. Đó, đinh bấm sắt nè. Nguyên rin hết biểu tượng Crown đó anh chị. Đó, phong dáng đó. Anh chị thích dòng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô nhé. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.